Ô, chào cả nhà. Tính ra hai anh em mình, anh đẹp trai hơn em nhiều ha Anh bởi vì đi xe đi chung với em mà anh bill bill xấu em không, anh làm cho anh cho em cũng cho em có mới nốt với anh đâu mà trường. dành anh đẹp trai không nhanh bình. Rồi Chơi gì nữa rồi lời cho nói đầu được. tiên không quên chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và cái giây phút thư giãn khi xem video nha. Mà cả Vậy nhà chứ chưa chắc thằng nào đẹp trai thằng nào đâu trải nha. nghiệm cùng anh em mình thăm mấy gắn nha. Hai thằng mặc bộ đồ y chang nha, đẹp đều Anh em ha. sinh đôi. Đẹp đều, đẹp đều. Tại Thành đôi sao thằng ốm mập dữ vậy mày? tôi ăn nhiều hơn ông. Dở quẩy lên vai bạn ơi. Cái luồng 7 này á, thì mình còn khoảng 10 cái thì nó còn có 6 cái à. Hai anh em nhẩm lại mình còn 9 cái, nó còn 6 cái. Nhưng mà mình xong cái 6 cái 9 cái này mình thăm một cái luồng 7 riêng của anh hết chưa? Mày ngủ riêng của anh mà bây giờ em nói gì nè, rút anh chỗ nào hai ba cái anh rút gần cái cho em chen vô chuyến xăm đi thăm chuyến Ok thăm ok chứ. ok. Cái luồng máy riêng của mình nó là 10 cái nữa bạn. Hôm mà đi ngang nó đang nằm ngủ như đống lúa, bốc đèn tin tin tin, khoảng 4 giờ chiều rồi, hơn 4 giờ bữa đó, hơn 4 giờ mình đặt 10 cái 7. Rồi cũng gần khu vực lân cận ở đây thôi. Bữa nay mình thăm nha. Bữa nay chắc vẫn bữa nay chấp từng ở luồng 10 10 cái 7 đó đó. Chấp tận rồi. Hay, bữa nay giật 7 cù hôm qua này bạn, trong cuộc lùm này. 7 cù hôm qua mình thăm sót á, thăm chịu hết nổi, mưa ầm ầm Mưa đục quá quá. quá trời. Ok nha, tới cái 7 đầu tiên mình sẽ đi con mãi đó. Tới cái 7 đầu tiên mình sẽ quay cho bạn xem. Ở trong đây có hai cái, thì chuyến đầu tiên á mình hai cái dính hai con, chuyến thứ hai chuyến vừa gọi thì cái trong này dính, cái trong đây thì không có dính, hình như cái trong này chuyến gọi hình như cũng dính con ơi, cũng chọc chọc lắm nè. Chắc ăn dính là lấy bảy theo cho cua. Ừ. Mở màn đầu tiên mà lấy 7 si cua, bữa nay mình có đem 7 si cua theo nữa, mình đem hình như là 6 cái 7 cái vậy đó, dùng cái sọt á. Nhìn cái mặt cái coi. Rồi, rút nhẹ tay à bạn ơi. Rồi, chất dướng quốc. Đâu nặng vậy? Dướng đâu mà nặng nha. Ngon à. Luôn gì giống nội. Cậu Trời ơi con hết. Có chà bá luôn. Đưa đây vào đây. Cũng được. Đầu tiên vô mất hết rồi. Vậy mà tưởng không vô còn gì ai nghĩ không hết. Cảm nó nặng nặng cái đít. Vậy hả? Cái dở đầu mà cái đít nó nặng mà chưa không thấy phân. À không thấy phân. Vụ đâu nhận hết năm trà bá chứ trời. Để đầu luôn mà ngất đây sao luôn. Ừ. Ăn lễ nè. Lễ luôn. Người ngồi xuống đây nè. Đang ngất trời không. Cách 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 giống ra. Rồi. Bữa không. Bắt đây, bắt anh có dây cột dây si cua nè, cột nó lại luôn. Ừ, khó bắt ra. Là lấy cây chim hôm chim bỏ vô túi lưới đi, cờ thọt tôi bắt lại, khi thọt ra dây được, tại cái hôm nhỏ tay mày bự quá sao bắt không được. Chim hôm đi, mày chút nó vô đây nè, bắt ngược chỉ ra lại, chút được vô đây bỏ vô đây luôn, con rắn nó quắn hết chết luôn á ha. Không ăn đâu, nó không ăn, nhiều khi nó bò qua lại con rắn nó quạo, nó nổi nó khùng lên, nó cuốn xiết con ếch, nó nát xương chứ nó không có ăn đâu. Thì ăn gì mà đi động tới đồng lương rắn nào mà ăn. Trời ơi, nắm hụt luôn má ơi. Sổ rồi nổi không? Sổ đi đi, không được. Không chịu ra. Không chịu ra. Không chịu ra. Á, bữa vui. Bữa, anh thấy nhảy từ lục cung luôn cung mà. Chưa. Trời ơi. Ồ, con ếch này là xào sớt là được, ăn được dĩa cơm sườn luôn. Dĩa ăn cơm. Dĩa cơm luôn, dĩa cơm bình thường luôn. Một dĩa cơm ếch. Ừ, ếch xào sớt luôn. Ếch này quá cũng khá già nè, cái mô, cái lưng, cái da nó lên như màu luôn rồi nè. Bây giờ con ếch bữa này dính nào? Mấy không? Trời mưa. Mấy ngày mưa. Mưa rồi nó đi ăn này nó. Ủa, ếch đực cái gì ta? Quá đực. Có nhìn đực không? Đực. Ếch đực mà bự cái này là quá khứ rồi ha. Ếch già cũ á. Ừ. Cái đầu tiên của em nói nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái gì vậy? Trời. Chỉnh chỉnh cái ghét đi chứ. Tết đi rồi, trời con ngựa này cũng ngon ta, nặng. Ngựa đầu tiên. Trời cái gì liền ha. Tưởng chết luôn rồi mình ơi, tưởng chết chuột hay gì. Sáng cho anh tôi rồi ta. Phải có chuyện gì để làm cái xương cái mới được chứ. Ừ, cái đầu tiên hút chuột, ý lộn hút con ngựa liền. Bắt luôn hả bộ? Cái này trống nè. Cho này trống trống nè. Con này dữ á. Con này chưa nó tụng tụng cái đầu ra nè. Tôi sợ dữ lắm rồi. Hôm qua nó bật xuống cái không thấy không? Đây cái ông nội. Bên nào cũng được cái trơn á, ông thần. Để xuống coi. Nè, có vỏ ra đây cắn ta tao nè. Hôm qua ông làm tôi về tôi ngon tôi ngủ tôi giật mình luôn á. Nhào cái nó đốt hả? Đốt cái da liền không nghe. Ừ. Cái kia bằng một cái nhá bằng ba cái đánh vậy đó. Một cái giá bằng ba cái đánh nè. Thả đánh đánh gọi vậy thôi. Thứ mà giá giá này bực bội quá hả?
Tôi hé cái háng ra cho nó hút mày cái nữa nha. Rồi, thôi à, thôi à nha. Ê, bết, 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 bết. Thì anh kéo thẳng ra nè, em kéo thẳng ra thì nó sẽ dính cái họng, còn dùng dùng thì nó mới hả ra được, chứ anh kéo thẳng ra nó xước vô. Rồi trời ơi trời, tội nghiệp nhỏ không. Trời, mình cũng găng hết. Không còn một cây găng để nó ăn. Bằng mất công về, mất công khỏi, khỏi mất công chặt đầu. Ăn luôn cái đầu luôn. Ăn luôn cái đầu luôn. Cái sọ nút nút béo béo không? Khỏi mất công cạo găng. Túi gì mua cái túi nhỏ quá. Biết sao nhầm người chuột á, người ta ăn đâu phải cái đầu. Ta nói ăn đầu con chuột nó ngon hơn như đầu gà vậy. Cái đầu con chuột nó béo. Vậy mà anh chưa từng ăn. Đầu chuột, trời ơi anh mặn chuột mà cái đầu con chuột nó béo, anh ăn cái nó béo dữ lắm, béo luôn. Vậy hả? Ừ. Nhiều giống như đầu gà không? Trời, đầu gà cũng ngang ngửa với nó nè, nó giòn hơn, nó giòn hơn đầu gà. Nhai phụp phụp luôn hả? Ừ. Trời ơi trời. Luôn. Trời ơi, đói chưa từng ăn. Thăm 7 cái gì đại túi thì về được. Hả? Ngon à, dựng qua mà thăm có 6 mấy cái nhiều cũng hôm qua mà cái túi này. Dạ, có cần sao? Có cần chưa? Cần hai con hành đó đựng ký. Vậy hả? Với con hành nhỏ chưa cần, hai con ngựa chưa cần, cần hai con hành đó chưa bữa trước à. Đựng ký rồi hả? Đựng ký luôn. Cái túi này túi mini nha bạn. Túi mini tí nhỏ. Mà túi dày, túi dày lắm. Túi này dày lắm. Dày mà mini. Ok, đi đứng này muốn làm thịt hai cho anh em mình ạ. À. Cái thứ hai của mình bạn ơi. Chỗ này nè. Trời ơi, đứng đây nhìn thấy nó lòi ra luôn trời. Đất cũng hơi lộ thiên dữ. Cũng nặng nè, trời ơi ló đầu qua chào mình liền. Phân ị hơi khô khô. Ý hỗn lộn hơi lâu lâu rồi. Màu nó biến màu rồi. Con này nhỏ. Được con hổ hành. Trời đầu này nè. Ị tèm lem hết chứ. Sao dạo này gần đây mấy nhỏ nhỏ ị toàn là phân to to hơn. Nãy giờ mình thăm thêm hai cái nữa, chết quá cái chân mọi người, chuột chết hết trơn. Còn trường nó hai cái bị bọn ác tủng bên cái. Đó. Người ta bắt bẫy mà ông vui lắm, ông cười hoài luôn. Rồi anh hốt con này nữa nè. Hốt cũng sợ. Rồi chẳng bắt luôn con kia luôn. Nãy chưa bắt rồi. Trong động từ đầu tới đích. Ôi, con chuột nó cũng ra đi từ hồi dạo ấy. Ra đi nó đi đâu hả? Đi theo trai gì không biết, nó mất tiêu. Đi đồng tụ. Ở đây mình có cái bẫy đó nha bạn. Hồi nãy mình lấy cái thăm cái bẫy này nè, là con chuột mất tích không có lý do đó. Mình nhìn hoài ở trong láng láng, nhìn thấy cái đuôi đó nè. Bạn thấy không? Cái lỗ trong phọc nè, cái con này nó bung lên luôn nè. Buông này nó gắn nó chen ra đường này nó ra các bạn, chen dẹt hai cái hôm này ra luôn nè. Quá đau lòng. Thua luôn. Cái gì? Cái gì mới cái mất bẫy. Thì nè, mới cái bẫy mới thăm nè, mày nói con chuột nó đi đoàn tụ theo cái diện ông bà nè. Trời cuối cùng nè mày thấy không? Trời ơi. Đau không? Anh nhìn thấy trong láng láng ở trong rồi, mình tức tức nhìn nhìn qua. Vậy vậy nó không thấy luôn hả? Thì đi anh đặt lại cái bẫy là anh cầm nó mò. Khủng long. Dạt cái này ra luôn, thua nó luôn. Bỏ tay. Trời, con tay cái của mình nè. Nho vậy. Trời ơi, trùng học luôn. Như đũa bỏ vô cái lượt miệng, cái miệng luôn. Em mất bỏm nữa nè. Rồi, vô đây thăm con cái này đi. Ở đây mình có con cái nè. Vô đây thăm con này hốt, trả thù dân tộc. Để nó mất nha. Hôm nay sao ai quần quá, cảm giác ai quần dữ lắm, quần chưa. Rồi, mất tiêu có 7 thiền thôi. Vậy hả? Nghi tờ vậy nè. Mất tiêu có 7 nè. Nãy giờ đứng sừng sững này nãy chứ. Quần quá trời quần luôn trời. Quần mà môi móc quá trời môi luôn. Môi nát hết trơn. Dạch dữ lắm hả? Thua luôn. Ai mà hiền dữ vậy ta? Cố tình lấy 7 của Bình Trần. Với Trường Ngọc vậy ta. Tội lỗi. Ghê thật chứ. Trường nó quần bấy hết trơn. Ồ, đúng là cục lùm nạp cũng. Đúng là dân chuyên nghiệp này. Chỗ nào cũng quần nát hết trơn. Tội nghiệp anh em bể tật. Cũng chịu khó lặn lội. Lục lạo. Đi kiếm từng cái bẫy. Còn bẫy nên đặt đơn giản làm thi người ta không để ý. Còn chuột luôn.
Nói chung là người ta tham lam, người ta thấy bẫy mình ta lấy. Còn nếu mà người ta không tham lam thì lấy cái bẫy trước mặt người ta ngủ lại cho mình mà. Đúng rồi. Bắt chuột hay là bắt gì không biết mà lấy bẫy, thấy cái bẫy nhưng người ta rồi. Cố tình ta lấy rồi, hiểu không? Nhưng mà ta không kiếm lợp, người ta đi bắt bắt chuột. Nhưng mà ta gặp cái lợp người ta lấy luôn. Ừ, bắt hay quá, bắt ta hết hai cái, bắt mẹ hết cái, mấy cái? Ừ, hai cái. Ừ. Mình cho tài mình có 9 cái nha bạn, mất hai cái là mình còn 7 cái, 7 cái cái gắn nó phá ra một con lỗ á. Đây mới đây nè. Nó phá ra một lỗ thì mình còn lại là 6 cái. Tôi 6 cái, tôi mất 1 cái, tôi còn 5 cái. 6 cái thì mình dính được một em ớt, một em hành. Là như là kết thúc cái luồng 7, nếu mà mình thăm kịp thì mình thăm thấy đây là kết thúc đó. Giờ trường nó cũng hết 7 luôn rồi. Hết luôn rồi. Hết 7 luôn là trường nó dính được con ngựa phải không? Bãi sụi rồi, bữa nay bãi sụi lại rồi. Rồi mình tiếp tục hành trình ngày hôm nay của mình nha. Phần còn lại của mình là 10 cái. Thì bữa nay mình lấy một đây lợp đó kìa bạn thấy chưa? Đó 1 2 3, 3 lớp, 4 lớp. Tổng cộng là 4 lớp, 4 lớp là 12 cái đó. 12 cái với hai cái này nữa. Rút nữa, 3 cái. Cái bị hư nữa hả? Bẻ hư tính nữa hả? 3 cái đó đó. Rồi. Rồi mình sẽ chăm thêm các bạn. Ok, lên đường, lên đường. Đuôi. Từ 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 trơn lắm. Trơn nha. Trơn nha, từ từ nha. Trơn nghe chị ơi. Trơn, thấy còn thấy con gái ta đi ngoan cái trơn trơn từ từ thấy cưng nó ghê không? Còn ông trai mà chạy lẹ mà té mà gắn mà chịu. Trời đất ơi cái thằng trường này thiệt tình, thấy đàn bạn gái người ta cái nó. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại em ơi. Mất con cái bẫy à, người ta dạch nè bạn. Cái bẫy này chắc đi nữa quá, dạch dài thấy đắng luôn. Mình đặt chân cái chuối này nè. Trời ơi là trời sao người ta rút ra rồi nhóng cái đầu phải lên nè. Chắc bị động rồi bạn ơi. Cái đầu tiên có luồng này. Dạ dính. Con này cũng nhỏ. Chỉ cần nhì. Con này cũng nhỏ. Nó hồi dễ gì được anh. Dạ. 10 cái bẫy này anh tin tưởng lắm, chắc chắn dính từ 3 con trở lên. Vừa chân bị hốt một cái, còn một cái dính ngon luôn, thấy ghê chưa? Khu vực này anh có một cái nè, anh rút cái này ra, để cho em đặt lại nha. Mà không biết đặt ở đâu mới ác chứ. Ờ chắc cái đó quá chứ. Tại vì bữa bảy này, khi đặt lần đầu tiên thăm mới quên quên. Phải không? Phải cho đó không? Không có đã. Hay là mất nữa rồi. Đúng chỗ không dọn quá em bệnh nè. Rồi, chỉ chắc mất nữa rồi, quá khỉ gì. Rồi, mất thêm cái nữa rồi đó bạn. Ác thiệt chứ. Vô luôn ba cái cho khu vực này mình đặt hai cái đặt ra luôn đi Trường ơi, đặt cho mắt tao luôn đi. Ừ rồi ác thiệt chứ mà dọn đỡ đâu mà đặt cái chốc ở chỗ đó cuối cùng tao dở lên tao lấy cho mình trời mà, dài là đắng nguyên cái lá dừa chắc lớp lớp rồi bạn dày tao đắng luôn mà mình đặt ngay chỗ này tại cái này có cỏ xanh nè, cỏ xanh mình đặt. Cái thứ hai của cái khu này, khu trước mất một cái với con, còn khu này hai cái mất một cái. Qua nữa đi, qua nữa. Và đi qua đây nè, qua đây nè. Anh đặt đơn giản lắm, đặt cặp cái nước vậy đó. Thấy không? Còn bảy không? Ừ, chưa mất là được rồi. Hi hi. Hi hi. Vậy nó ló đậu ngoài vậy? Hai con. Vậy hả? Hai con, bốn con, nữa con. Anh thấy gì mà trắng trắng cái đầu ló ngoài gì á? Vậy hả? Trời ơi cái đầu thù lù vậy đó hả? Con hành nằm đây. Vô đầu, vô sớm quá đi phân đầu. Ừ con hành cũng bự ta. Bự mà sao kẹt đầu nè, lưới tấm ly mà kẹt đó. Tấm ly đâu mà tấm ly? Bự con hai lộn. Con hành này cũng bự á bạn nè, có cái tác hành cũng bự nè. Không thấy đường. Cũng được đi. Vậy là hai con hả? Hai con. Dạ hơn. Hai cái ba con còn muốn gì nữa? Tiền còn mất hai cái các bạn. Vậy thì gắn quá nhiều nó chen nhau nó vô cái trường. Đúng rồi, nó chen vô con hổ hành thì chịu không nổi nè. Rồi mở luôn đi, mở bung cho người ta coi luôn đi. Ê xíu qua đây nè, chừng lúa đổ. Khu này nó nguy hiểm quá. Tại vì banh ra coi con hổ ngựa bạn, con hổ ngựa bự cỡ nào. Chắc hổ ngựa nhỏ nhỏ một. Nhỏ à, luôn. Mở bánh ra đây đi. Hổ ngựa em bé luôn. Em bé luôn hả? Em bé luôn. Đây mở coi cái. Chà ôi trời. Cũng nhỏ mà. Hành cũng nhỏ cũng. Cú hổ hành thì chắc không nổi rồi. Cái đầu thừ lừ, hỏi tranh thủ cú nha. Rồi con ngựa này thì thả luôn. Con ngựa này phải thả rồi, chứ ngựa quá nhỏ rồi bắt. Cưng quá ha, khuyệt khiều nhẹ nhẹ ha. Trời ơi. Ra đi Hành ơi, nó thúi gì mà chịu nổi Hành ơi. Miệng tao sáng thì xuống thuốc miệng rồi mà tổ mà cái này mà còn chưa chịu ra nữa.
Đâu mất tiêu rồi. Làm phép nó mới chịu ra đó. Ừ, con này gì chắc vừa chịu nhì. Con này ba là mấy chị? Còn hai con kia thì chắc ăn không được các bạn ơi. Mình xử chân luôn nghe bạn. Tại cái đầu thừa lừ quá. Đầu nó đầu thừa lừ. Thả là được. Con ngựa thả, con hổ hành này cũng bỏ cũng ổn đó ha. Bỏ, nhưng mà cứu thì cứu không nổi. Cứu không nổi. Cứu là cũng lâu lắm luôn mà, tại cái đầu quá bự. Hổ kẹt. Hổ ngựa. Chống như là nhà vậy. Chống lỏng luôn. Nhưng mình đặt đâu đây nè. Chống quá chống mình đặt đại chỗ này nè. Wow. Dưới mé này nè, không biết chỗ nào. Mé này mà không phải thì rồi nó mất luôn, mất luôn rồi bạn ơi. Ôi ôi ác của mình thì chứ. Chắc cái bộ gán này nè. Ôi trời, hai bọn ác ghê thiệt. Mình dẹt cái này ra. Dẹt sát cái nền này ra, mình âm bẫy xuống đất luôn, mình lấy cái dằn này tủ lại, cuối cùng mất luôn. Còn cái nịch. Còn cái nịch á, chứ chuột chết gì. Thứ mà đụng. Thứ mà tham lam dữ vậy trời. 5 cái mất 3, 2 cái còn 2 cái dính với 2. Lấy dụ thiệt. Nó không sợ con nó mọc thêm cái lỗ đít nữa hay sao nó mà nó lấy dữ vậy ta. Thường thường mới ăn cấp 7, 1, 2, 3 lỗ đít không đó. Ba cái cực khổ của người ta. Cái bệnh quạng cũng là gì nó mấy cái bẫy này nè. Mình có, mình bệnh quạng, mình cực khổ bệnh quạng mà anh em đâu có biết. Hốt cái bệnh quạng đem về nhà thua luôn. Ok, trời ơi, tôi đi qua cái bao mà thấy không hay luôn kìa trời. Phải không? Đó, bao của mình chứ. Tôi không để ý đâu. Đi chăm chăm là cái đây không. Ok, mất luôn. Đi ra. Đi sáng giờ vẫn đi vòng 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 đặt có 2 cái bẫy. Mà 2 cái bẫy ta không được có 2 cái bẫy với nhiều, mất cái trơn luôn. Giác cái này mất luôn tôi rồi. Ủa giỡn ăn hoài, chỗ này là không mất. Tham nào có khu chứ tham hoài chắc chết tao luôn quá trời. Giật cái đó ra coi. Khu vực này mình đặt 2 cái luôn nha bạn. Ừ. Bươi ra, móc ra. Kiếm nẻ à? Nẻ banh tay mày cho mày biết. Vô hả? Tao thấy, tao dở tao thấy, gỡ nợ hả? Ừ, phân ngơ kìa ông ngồi ơi. Phân ngơ kìa, phân nó trắng hết trơn, nó kìa kiếm nẻ. Trời ơi, trời, phân nó nè. Để tèm lem hết trơn. Cái bẫy sùm. Trời ơi là trời. Biết tao nghèo khổ luôn nhờ, bẫy mới nuôi vợ nuôi con không? Ê, bắt hai, bắt hai, bắt hai. Trời ơi, còn con nào đừng có nói trời. Hả? Không sao đâu. Chú 13, chú đó tao biết, quen. Nó đã. Đừng nói hai con nha. Con bẫy như xíu à. Cái khu này mình đặt 2 cái. Hỏi coi, chả nãy giờ tao thấy cái nào còn là cái đó lụm, cái nào còn cái đó lụm trường. Con này bự không? Nhất là nổi không? Nhất là nổi cho nghiện của nội nữa phải không? Kiến nẻ, tao nói kiến nẻ nó nẻ. Nè, nè. Nẻ, nẻ, nó lóc cốc kìa. Nó nẻ tao thấy con một nhát rồi đó. Thì cái nẻ nó nhảy đúng các bạn, mà đụng vô nó nẻ cốc liền à. Chứ nó đâu có phải chờ nó lựa thịt non thịt già vậy đâu. Nó cắn cốc à, nó bu nè. Chọc cái này nó mà nó ngu quá. Nó đắng, không chưa ra rồi. Mày thổi nó coi. Phà thuốc mê cho nó coi. Đây nè, nhóc cái đầu mình lên nè. Tại không dám cầm sợ con kiến nẻ. Nẻ nó cắn chết mẹ, nẻ đâu chết mẹ luôn. Cốc. Lên anh Bình. Ừ, thì nhóc cái đầu mình lên nó lên nè. Kiểu kiểu rồi. Trời ơi, nó lên hay quá. Trường ơi, nó lên cái chân nó không chết. Mày ơi, nó cầm nẻ mày nữa đó. Đặt bẫy, chỗ cái nẻ, mình gắn nó cũng ở như sao con. Trời ơi, tao đặt hay mà mày. Từ từ. Gà đã. Nãy giờ cả buổi trời mới mời em được về đội. Con này cũng không nhức, nhức ngang ngang cái trời. Xém nhức nổi không? Xém xém á. Xém mà. Tao thấy cũng trọng trọng á. Xém xém nhức. Quá đã. Bắt gắn hết buổi trời. Thức ngồi luôn rồi. Vì cái mẻ nó nẻ hết hai quá. Không gì đâu. Rồi. Vậy là khu này anh có 2 cái. Anh nhường em cái này em đặt không? Hay là em đã đăng cái kia ngon cái này nữa nghe. Không, tôi đặt cái kia. Tôi đặt cái kia phải không? Cái này lộn đứt như cái nẻ nẻ nữa. Giờ ok anh đặt cái này. Còn cái đằng kia mình có 1 cái. Mình sẽ giờ cái đó, rút cái đó ra cho nó đặt nha. Trời,
nó nói mình không nhường nó là để nó đặt cái chân cái bẫy của mình luôn. Ta chặt cái chân luôn gì mà nó cũng lên buồn được. Chở ra đây nè, chở ra đây một chút nè. Nếu mà mày thấy chưa? Thấy phần không? Thấy phần cái coi. Chết chuột hả? Trời ơi. Dính nó gì vậy? Trời ơi, dính nữa, nó chết chuột con nội. Cái thằng này, nó chôn mình cái nè. Mình dở ra mình thấy cục phân coi nè. Siêu to khổng lồ cục phân luôn. Dĩ nó chết chuột hả? Thua ông thần luôn. Cắn này cũng được, chừng bắt luôn chừng ơi. Rồi ra đây bắt là chừng. Cái gì bẫy này mình rút ra, nhường cho nó đặt cái đó nè. Ra đây nè, cái đợi đó đứng bắt lỡ đổ lúa làm thay chục người ta môi. Mà khu này mình đặt hồi xưa, lúc trước á mình đặt nó có phá. Chúng là khu nào có phá là phá rồi bạn ơi. Trời ơi, cái nào dính là nó dính là trời. Cái nào còn là dính, còn là dính là trời. Ghê thiệt chứ, ha. Còn nhà ác gì ha. Thì quá anh đặt những này dính sao cho tôi hết luôn. Hết gì má, gắn còn mênh mông tôi đặt thí nghiệm bằng con dường, cái hành dường coi nè. Đó, hành dường nó một nó gần 50 clip như vậy đó. Mình đặt có một cái một lần xong mà gắn đường nào mà bắt. Nghe ngửa không? Đừng có nói nguyên bày cái nó nha. Nhóc cái đầu lên là nó gắn lên vậy đó, nó ngộ vậy đó. Nhóc đầu lên thì nó bọt cái gì lên. Dỗ dỗ đít đây. Nhóc nó lên, dỗ dỗ đít lên nó bọt. Gắn nó ngộ đó. Bò lên cao, nó có chiều hướng lên cao phải không? Bày nó luôn. Không, con này nhỏ còn nãy. Hơi nhỏ một chút. Con này 8, con nãy 10. Nhì, khỏe. Con nhì xóa. Khu đằng kia còn ngon nữa, khu đằng kia ấm lắm. Anh còn 4 cái khu đằng kia kìa, ngon dữ dằn luôn. Anh đi mà anh lãnh dò luôn á. Ừ, mà khu đó anh đã từng đặt hồi đó trước, hay dưới hay quy trúng luôn á. Ừ. Người ta chê phải không? Mà có dính rồi được rồi. Rồi đó, có con lãi. Phân coi nè. Rồi cái cỏ người ta không chịu lấy cái bẫy của mình luôn trời. Trời, người ta dân người ta không phá, hiểu không? Anh em người ta không phá. Lấy giúp tôi lấy rồi. Trời, cái mặt ác. Ác ôm. Rồi. Mình là tôi lấy rồi. Rồi ok, cái clip này chống rồi nè. Người ta cắt khúc này chống rồi, mày bị rỗng mày đặt cái đặng đi ha. Vậy chứ sao? Ừ. Vậy ngon quá trời ngon coi như nữa. Khu vực này có 4 cái, hy vọng sẽ dính được 3 em nữa các bạn. Tổng cộng 4 cái dính 4 em á. Được không? Ừ. Cái thứ hai cái khu vực này nha bạn. Trong 4 cái thì cái này mình ưng bụng nhất có thể đó. Tại nó nằm ở bụi cỏ chanh. Bụi cỏ chanh là mình rất là thích. Có phần cái gì ta? Đúng rồi bạn ơi. À, có phần cái tay chỉ nè. Mà không biết con gì thôi. Chà, phân dữ vậy. Con hành nè bạn ơi. Trời ơi, nhả té gì thằng ơi. Trời ơi, con hành mini. Trời ơi, hành mini nó không nổi luôn, chết rồi. Nó lỗ con chuột luôn, không phải chơi đâu. Mấy cái này mới thăm lần đầu tiên, dính đều gan luôn. Cái bẫy cuối cùng. Sao vậy? Trời ơi. 4 cái, 2 cái đầu dính. 2 cái sau, chết chuột. Trời dính nữa nè. Trời ơi, 3 cái, 4 trong này, khu này 4 cái dính 3 con chết chuột. Trời dính một bầy nó nhỏ nhỏ không gì đó hả? Vậy hả? Vậy là con mẹ nó đâu rồi, không thấy. Con mẹ nó đợi tôi. Ừ, đợi mày đi. Rồi ok nha bạn, mình này cũng ok đó bạn ơi. Để mới chết chuột mới thăm nè. Chết chuột luôn, thua luôn. Bảy thứ 3, thứ 4 đó. Khu này 4 cái dính 3 con cỡ một. Một lứa một, nói chung là 10 cái bẫy của mình ở đây á. Là hình như mình mất 3 cái phải không? 2 cái. 3 2. Còn nhiều là dính toàn bộ nha bạn, dính không phải một cái nào hết á. Đi chung luôn. Dính đều gan luôn nè. Cái con mà mấy cái đầu ngon mấy cái sao này tào lao. Bạn thấy đặt cái con dính đều gan không? Nói anh em sao mà mình nói bẫy gắn sợ mình anh em nói mình nói dốc. Mời anh em đi cùng mình trải nghiệm cùng mình nha. Nếu các bạn không tin á, mày có thằng Trường đi theo mình nè. Đừng nói mày với thằng Trường là bọn ác nha. Đâu đó gõ gàng rất là gõ nét nha bạn. Đâu đó là gõ
rét lắm rồi đó. Rồi hai anh em mình đi đặt nãy giờ nó có bảy ù bảy mới cát luôn ta. Bảy mới mướn anh Tư làm đó, đó. Đây ra cho anh mượn cát đây coi. Anh Tư mới mướn anh Tư làm. Mình đó, hai trường bữa nay luôn đó. Hai anh em mình với anh Trường nhờ anh Tư làm một cuồng. Nhưng mà anh Tư nó lu bu công chuyện quá, anh làm trước mắt là làm cho mình nửa cuồng, hai anh em mình chia ra bạn. Một cuồng là khoảng 120 cái, có hơn nha bạn, 120 cái đó. 120 cái thì nửa cuồng thì nó 60 cái. Chúng mình chia nhau đặt bạn ơi. Bảy này 7 8 10 nha, 8 10 lưới 8 ly. Mất ken luôn ha. Anh em mình đặt chưa có xong các bạn. Mình đi rút ra mình nhường lại cho Trường đặt mới mới này rồi mình đi đặt nữa mà xem mình còn 4 cái nữa. Ba cái có chuột sẵn ngoài các bạn. Rồi đi lấn lấn tới khu vực này đó các bạn. Khu vực này mình đặt thưa lắm nhưng mà kệ đi. Đặt thưa mà mới đặt cái nghìn chín đầu tiên mà. Đặt thưa thì nó sẽ có gắn nhiều lâu nhiều ha. À, ăn được hơi lâu một chút. Ăn hơi lâu một chút. Thôi tạm biệt các bạn đi. Trường ơi. Alo tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Không ké anh Bình thôi nhưng mình không có 07. Anh sẽ bao cà phê với em uống. Đúng rồi, phải bao cho với tôi từ sáng tôi không gắn trong rồi tôi bút xúc hồi luôn ha. Xúc hồi rồi tôi luôn đau lòng quá. Xúc hồi luôn nha. Rồi ok. Con gắn nhì một ăn uống thoải mái rồi bạn ơi. Bởi vì bỏ vợ nhà hoài vợ nó chửi hoài cũng vậy. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye.